Rồi em chào cô chú anh chị em cần xa đã quay lại quyết chương trình mua bán bò kem buổi sáng hôm nay nha chị. Bữa nay ngày 15 tháng 6 năm hai. Bữa nay thì em báo giá cho anh chị mình chính là bò mẹ con được rách man tàn vip nho chú chị. Mẹ con đẹp y nhau nha. Bây giờ em sẽ quay máy về con mà được rách man đầu tiên cho anh chị mình coi nè. Con được rách man này thì theo quan sát của em nha chị. Đó thì con bò này nó đầu trụi nha. Sáng mặt nghiêm chỉnh nha anh chị. Sáu lưng nghiêm chỉnh nha. Bò đợt này thì nó lưng đôi nha anh chị, y bò ba bê luôn mông đít to ha cậy đuôi lớn nha anh chị lực bò rúng nha anh chị yếm nha đầy đủ chân móng trước sau nó thì xương cối nha anh chị đứng hẳn nha móng sò hết nha anh chị thì hai bên lông da nó gì ha lông da sát nhau chuẩn chị đỏ mặt nha con vừa được cách mang con này em kiểm tra trước sau dưới thì bò này nó không len không giá nhau chuẩn chị đầu trụi rất là đẹp nha con bò đực cách man nè xương sóc thì nó lớn bò nha gì cái dòng bò này là nó dòng bò rách man bò đực nha gì sau này anh chị nuôi lớn lên bò béo tàn rất là cao ha bự con lắm nhau chỗ gì con bò này thì em lấy tước em canh ngay số lưng em đo thì nó cao là hơn một mét mốt bò nhau chỗ gì rõ hơn mét mốt bò ha rất là to luôn chị cái dàn xương nó rất là lớn nha tướng tái nó lực bò đó xương cối bự con lưng thẳng băng ha đó yếm thì yếm dày nhau giống gì rất là đẹp luôn được cái là cái phần đầu nó gì đó đầu trụi ha dòng ra Batman man đầu trụi nha gì đó à, bây giờ em sẽ đứng lên sẽ quay về con bò cái mẹ nói cho anh chị mình coi ha mẹ nói là cái dòng bò à, mẫu bô bay như chúng gì mẫu bông bay thùng á con bò cái mẹ này em kiểm tra thì xác tích nghiêm chỉnh xe mặt sẽ lưng ha dai to cu bự dài đòn mông đích bự nhau của chú chị hoa đen dưới đây có nói dàn rúng nha gì rúng bệ ha rúng chèn dày bốn nhút rìa bầu sữa căng nè chân sau nè chân trước nhau của chỗ chị. chân móng nó thì thuộc dạng chân cối nha chị mẹ con y nhau ha móng thì móng sò hết luôn nha chị con bò cái mẹ này là xương sóc nó là xương cối nha xương sóc kịch cọm, nha bọn mẹ con được rất man nhau chú gì con bò cái mẹ này thì có tàn dài đòn bự con chiều cao thì em lấy thước em đo ngay sẽ lưng á thì nó cao là một m hai bò nhau chú gì đó mẫu bom Mai thùng ha đòn dốc dữ lắm nhau chú anh tàn lớn nha đó ở ngoài rất là to nhau chú anh chị. con bò cái mẹ này á thì nó đang gom con là lứa thứ hai nhau chú anh chị tức là lứa thứ hai này chính là con được đặt màu nẻm quay cho chị coi lúc đầu nha con bò mẹ này á, thì lông da sét đỏ mặt nhau chú anh chị, tại do chủ nhà dẫn ngoài đồng vòng á, nên là nó nằm dưới sành nhau chú anh chị. đó nên là nó hơi bị dơ dính bụng nha cái này anh chị mua về anh chị kỹ lên chị mấy mô tô anh chị tắm lại giúp em nha Sạch nó cho anh sạch nhau chỗ gì Đó tại do nằm dưới sình ha Đó nên là nó hơi dính bùn Đó Bò mẹ này thì tướng tá khỏi bàn rồi Đó bò mẹ con này rất là tốt bò nha anh chị Viếp bò cho gì chị mình luôn ha Con bò mẹ này em kiểm tra thì ngay dậu rúng á Thì em thấy là nó có len miếng nhỏ bằng móng tay út của em nha anh chị Rất là nhỏ luôn ha thì cái bò mẹ con được cách man đực này á, thì anh chủ nhà báo giá của em đó là 43 triệu 500 ngàn nha bò mẹ con rất là tốt bò nha anh chị Đó đen công con là con được cách man ha đó giá cái bò mẹ con này là 43 triệu 500 ngàn giá này thì còn thương lượng chút đỉnh đường xe nha thì cô chú chị mình cần xa có nhu cầu muốn mua thì cứ nhắc máy gọi trực tiếp ngay cho em nha anh chị